Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ trải nghiệm cho các bạn một chiếc loa có thương hiệu đến từ Hàn Quốc là LG các bạn ạ. Một thương hiệu quá là quen thuộc luôn. Chiếc loa này có tên là Xbomb Go PL2 này. Lần trước ấy, mình có làm một cái video trải nghiệm chi tiết cái chiếc Xbomb Go PL1 á. Thì có rất là nhiều bạn yêu cầu mình mua cái chiếc Go PL2 này về để bung ra rồi trải nghiệm chi tiết cho các bạn xem. Nhưng mà tới ngày hôm nay mình mới có cơ hội mua cái chiếc Go PL2 này về để làm cái video này, bung ra rồi trải nghiệm chi tiết cho các bạn xem được. Nếu như có ai hỏi mình nhá, dưới 500.000 thì mua loa của hãng nào là tốt nhất thì chắc chắn luôn mình sẽ trả lời là mua loa của LG. Tại sao lại như vậy? Như lần trước ấy, mình đã trải nghiệm cái chiếc LG Xbomb Go PL1 á. Mặc dù là cái giá chưa đến 300.000 đâu nhưng mà cái chất lượng hoàn thiện á, từ ngoài cho đến trong rất là tốt luôn, từ cái vỏ ngoài này rồi đến cái mạch điện bên trong ấy, nó làm rất là chất lượng các bạn ạ. Và cả cái chất âm cũng vậy luôn, cực kỳ trong trẻo, sắc nét, ngon lành luôn các bạn ạ. Và cái chiếc loa này cũng vậy này, mình mua với giá chưa đến 500.000 các bạn ạ. Chỉ có 400 mấy chục nghìn thôi, nhưng mà lát nữa đi mình sẽ tháo ra cho các bạn xem chi tiết cái nội thất bên trong là các bạn sẽ biết ngay tại sao mình lại nói như vậy. Hộp của chiếc loa này á, có thiết kế đơn giản thôi, không có cầu kỳ. Bên này có một cái miếng giấy tiếng Việt này, nhưng mà cũng chưa có đầy đủ thông tin cho nên là mình sẽ bỏ qua. Mặt bên này có một số thông tin này như là công nghệ âm thanh Meridian, còn đây là cái chức năng show boost á. Khi mà mình nhấn vào cái nút này á, là âm thanh nó sẽ mạnh mẽ hơn. Còn đây là pin này, pin của loa này á, nghe liên tục được 10 tiếng đồng hồ luôn các bạn ạ, khá là khủng. Còn đây là khả năng chống nước của loa này, chuẩn IPX5 luôn. Với cái khả năng chống nước này á, thì nó có thể chống được mưa tạt vào này, hoặc là không may cái ly nước ấy, nó rơi vào chiếc loa thì cũng không sao, không có ảnh hưởng gì cả. Chỉ ngoại trừ cái trường hợp á, mình nhúng thẳng cái chiếc loa xuống hồ nước này, hoặc là đi bơi á, mình cho nó xuống nước luôn, thì khả năng á, mình sẽ có loa mới xài nha các bạn. Còn cái dòng cuối cùng này là Xbomb App for Android này. Tức là cái dòng loa Xbomb này á, nó có một cái ứng dụng trên nền tảng Android các bạn. Nếu như mà các bạn lên CH Play á, các bạn nhập là LG Xbomb á, thì nó sẽ có một cái app các bạn tải về. Các bạn bật Bluetooth lên kết nối với cái loa này á, là có thể tinh chỉnh được một số thứ. Nhưng mà mình đã tải thử rồi. Ở trên cái chiếc PL2 này thì mình không có điều chỉnh được nhiều thứ được các bạn ạ. Chỉ lên áp dụng với những cái dòng như là PL5 hoặc là PL7 thì có thể điều chỉnh được nhiều thứ. Còn như trên cái chiếc PL2 này là bị giới hạn các bạn ạ. Cũng chịu thôi, tại vì đây là một cái dòng loa nhỏ mà. Bây giờ mình sẽ mở ra để đi đến cái nhân vật chính bên trong luôn. Đầu tiên là một cái tấm giấy gì đó thì mình cũng không rành các bạn ạ, bỏ qua luôn. Xốp chống sốc này, đó các bạn thấy chưa, mới đầu tiên vào thôi. Mặc dù chiếc loa này nó có giá trị khá là rẻ, nhưng mà đóng gói khá là kỹ càng này. Xốp này, bọc kín xung quanh luôn. Còn đây là chiếc loa, xem còn gì không nào. Đây là cáp sạc Type-C. Hết rồi các bạn ạ, không còn gì luôn. Bây giờ mình sẽ bỏ cái hộp này ra ngoài đi cho nó gọn. Cáp sạc Type-C này. Trong này có một tờ giấy bảo hành này, mình sẽ điền thông tin vào đây để bảo hành. Nhưng mà mình cũng không có quan tâm đến cái tờ giấy này các bạn ạ. Còn đây là hướng dẫn sử dụng này, có tiếng Việt đầy đủ luôn. Như này thì quá dễ các bạn ạ. Như những cái lần trước ấy, mình mua loa cũng mua được một số hãng loa rồi đó. Đa số luôn cái sách hướng dẫn sử dụng á, đều dùng tiếng Anh hoặc tiếng Trung và nhiều tiếng khác nhau. Chỉ có tiếng Việt đó là hiếm thôi các bạn ạ. Còn như LG này ấy, mình mua lần nào cũng có hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt luôn. Cái thiết kế của loa này nhìn trông cũng hay ghê các bạn ạ. Để trên bàn nhìn cũng đẹp ghê chứ. Cái này mình thấy cũng khá là phù hợp cho những ai đang có nhu cầu mua loa cho laptop ấy. Mình để trên bàn làm việc cũng rất là phù hợp các bạn ạ, tại vì nó nhỏ gọn mà, kích cỡ nhỏ gọn thôi. Mình cầm trên tay rất là dễ dàng luôn, bỏ túi cũng được nữa, mang đi đâu cũng được các bạn ạ. Mình sẽ quay chi tiết cái ngoại hình trước đi, rồi sau đó mình tháo luôn. Mặt sau có chữ Xbomb này, to đùng luôn, kèm theo cái logo LG. Còn đây là cái chỗ để mình móc dây vào ấy, làm cái dây đeo các bạn ạ. Còn mặt trên này có nút nhấn này, nút khởi động nguồn, Bluetooth này, cộng trừ rồi nút tạm dừng. Còn đây là cái nút chức năng show boost này. Khi mà mình nhấn vào cái nút này á, là cái âm thanh nó sẽ mạnh mẽ hơn. Để lát nữa mình test thử đi, là các bạn sẽ dễ thấy hơn. Còn như mình nói đây á, có thể là hơi khó hình dung các bạn ạ. Còn bên này á, nó có một cái hình mũi tên này, mình sẽ mở nó ra. Đó, bên trong là một cái chỗ cắm sạc Type-C, một cổng 3.5 âm thanh vào cho chiếc loa này. Còn cái nút đua kia là để kết nối hai loa với nhau á. Cái loa này nó hay lắm các bạn ạ. Nếu như mà mình có hai chiếc loa cùng là một chiếc như này này, là cùng loại BN5 BN2 luôn,
thì mình có thể kết nối lại với nhau. Còn như loa khác thì mình không có kết nối chung lại với nhau được. Nhưng nếu như mà mình có hai chiếc cùng loại như này là mình có thể kết nối lại với nhau. Để mỗi bên một cái như này nghe nó rất là hay các bạn ạ. Còn cái nút trong cùng kia là một cái nút reset. Lỡ như mà cái loa này nó có bị trục chặt hay lỗi gì đó thì mình chỉ việc nhấn reset lại là xong. Đậy vào cũng rất là dễ dàng luôn. Tính ra cái thiết kế này cũng hay các bạn ạ. Nó không có để lộ ra cái phần sạc này và cái phần cổng 3.5 âm thanh vào. Còn như những cái dòng loa khác thì nó để lộ ra hết luôn, nhìn nó hơi thô. Còn cái này nó thiết kế khá là tinh tế. Nó che lại như này thì cũng khá là hay các bạn ạ. Gọn đẹp. Còn mặt sau này cũng có logo LG, tên loa này, điện áp sạc vào là 5V này, còn công suất loa là 5W. Kích cỡ nhỏ gọn như này á, 5W là đúng rồi các bạn ạ. Mình không thể nào mà đòi hỏi được một cái công suất lớn ở một cái chiếc loa có kích cỡ nhỏ bé như này được. Bây giờ mình tiến hành mở lên thử này. Có tiếng khởi động đặc trưng của LG luôn. Bây giờ mình sẽ tháo chiếc loa này ra để xem nội thất bên trong trước nha các bạn. Rồi sau đó mình sẽ tiến hành test cái chất âm cho các bạn nghe luôn. Loa này mình cũng chưa có tháo ra bao giờ các bạn ạ. Nhiều khi cũng hơi có ngang. Dưới này có ốc luôn này. Bên này xem nào. Bên này không biết tháo được hay không ta. Mình sẽ dùng cái bộ tu vít này. Bộ tu vít này hôm trước mình cũng đã review trải nghiệm chi tiết rồi. Có cái bộ tu vít này khá là tiện luôn. Ra được cái phần này rồi các bạn ạ. Nó khá là cứng luôn đấy. Đó các bạn thấy chưa? Mặc dù là cái loa LG này mình mua với cái giá rẻ thôi, nhưng mà cái chất lượng hoàn thiện của nó rất là tốt. Nó làm rất là cứng luôn. Nó không có như những cái loa loại đẻo ấy. Loa loại đẻo thì nó ít ốc lắm các bạn ạ. Còn cái loa này nó khá là nhiều ốc luôn. Nó khá là nhiều bộ phận luôn này. Rất là cứng chắc. Bên này mình nghi cũng có ốc các bạn ạ. Mình thử cậy ra xem nào. Tới chỗ này nó có một cái miếng dán này. Là mình mò nãy giờ luôn. Nó làm áo ma thật sự luôn các bạn ạ. Mình cứ tưởng cái miếng này là cái miếng nhựa cứng cơ. Ai dè đâu nó dán ở đây. Rồi nó ẩn cái con ốc bên dưới. Bây giờ mình tiếp tục vặn hai cái con ốc này ra này. Giá tuy rẻ nhưng mà làm khá là cực kỳ luôn. Mỗi lần mà tháo ra nó cứ như một cái cực hình các bạn ạ. Đây là cái màng cộng hưởng này. Màng cộng hưởng thì hơi bé các bạn ạ. Loa đây. Cái màng loa này mình thấy nó khá là mỏng luôn. Đây thì mình zoom lên cho các bạn xem này. Đó. Sờ nhẹ phát là nó nõn xuống ngay các bạn ạ. Nó mỏng lắm. Nó mỏng như là một cái miếng vải ấy. Đây, củ loa đây. Cái mạch bên trong kìa. Mình vẫn chắc tới đây tháo được rồi các bạn ạ. Đó, ra rồi. Cuối cùng cũng ra các bạn ạ. Cái áp này. Cái áp này ra cái phần mic này. Ô mic gì mà ra tới 4 giây luôn các bạn ạ. Đây để mình cho các bạn xem này. Để mình xem có phải mic hay không. Mình tháo ra luôn đi. Mình tháo cái chỗ này ra xem là cái gì mà nó lại có tới 4 cái dây luôn này. Các bạn để ý này, trên cáp này ra 4 dây luôn này. Đó. Tháo ra luôn.
gì đây ta? Đúng rồi các bạn ạ. Đây là mic mà. Mic thường mình thấy là nó chỉ có 2 dây thôi. Mà cái này nó ra tới 4 dây luôn này. Cái màn cộng hưởng này khá là dày các bạn ạ. Đây là cái ron cao su này. Nó sẽ giúp chống nước. Mình tiếp tục tháo luôn cái phần mạch này ra để xem cho dễ các bạn ạ. Quá trời ốc luôn ấy. Còn đây là xi pin này. Pin ra tới 6 giây luôn. Còn cái ron này chắc mình bỏ ra ngoài đi các bạn ạ. Tại vì nó cứ vướng vướng sao ấy. Vẫn chưa được à? Ra xem nào. Chưa ra. Sao lại chưa ra? Ra đi chứ. Rồi, ra rồi các bạn ạ. Đó, nhìn chất chưa? Chất lư con cá ngừ luôn. Đây là cái phần module Bluetooth này. Được che kín lại luôn các bạn ạ. Không biết là có tháo ra được hay không. Để mình thử cậy ra xem nào. Được các bạn ạ. Chà, quá đã luôn. Cứ tưởng là không tháo được cơ. Tháo được như này thì mình có thể mở mang được tầm mắt rồi các bạn ạ. Đó, trông cầu kỳ chưa. Đây cái con IC Bluetooth này AB1520P. Còn bên này là ON bằng 7K này. Tên IC ngộ ghê các bạn ạ. Còn có giúp bằng nữa cơ. Đây là cuộn cảm này. Đây chắc chắn là phần nguồn. Bên này có con IC gì nữa này các bạn. Dán đầy keo trên này luôn này. Sau một lúc chùi keo miệt mài thì mình đã thấy được cái tên của con IC khuếch đại âm thanh rồi các bạn ạ. Để mình tiếp tục zoom lên nữa cho các bạn dễ thấy hơn này. Nó có tên là 5805. Tiếp đến mặt trước này mình cũng sẽ cho các bạn xem chi tiết từng cái con IC luôn. Con này nó có tên là S61088A. Cũng khá là nhiều linh kiện các bạn ạ. Tụ điện này, chó này, khá là nhiều luôn á. Phía trên này là một số nút nhấn này. Còn đây là con IC nhớ này. Còn cái con quá chỉ chân này á là con IC xử lý trung tâm các bạn ạ. Tổng thể cái mạch này nhìn khá là cầu kỳ các bạn ạ. IC này, tụ điện, chó này, quá trời luôn, chi chít luôn. Đặc biệt là cái phần Bluetooth này á. Còn có thêm cái phần nắp này đậy vào để chống nhiễu các bạn ạ. Khá là hay. Mặt trước này cũng khá là cầu kỳ luôn. Nhìn chất từng con linh kiện luôn ấy. Bởi vậy mình mới nói là mấy cái dòng loa của LG này á, dù là giá rẻ nhưng mà cái chất lượng làm vẫn rất là tốt các bạn ạ. Cái mức độ hoàn thiện làm rất là tốt luôn. Nếu như bạn nào mà có quan tâm đến chiếc loa LG Xperm Go PN2 này á, thì mình có để luôn link tham khảo mua hàng ở trong cái phần mô tả video này luôn. Các bạn nhấn vào link để tham khảo này. Nếu thích thì mua hàng luôn. À, đặc biệt nha các bạn. Đặc biệt sắp tới là ngày 9 tháng 9 ấy, Shopee có cái chương trình giảm giá khá là mạnh luôn. Các bạn tranh thủ cái ngày 9 tháng 9 á, mua cái loa này này, thì sẽ mua được cái giá nó ưu đãi cực kỳ nha các bạn. Chứ còn lỡ mất cái cơ hội ngày 9 tháng 9 ấy, thì mua cái giá nó lại trở về bình thường thì nó khá là đắt luôn. Bây giờ mình tiếp tục tháo cái phần dưới ra để xem cái viên pin. Đây pin đây.
thông tin thông số đầy đủ 1500 mAh, pin lithium ion kìa. Cái này nó ra tới 6 giây luôn các bạn ạ. Thực tế thì nó chỉ có ra 3 giây thôi, nhưng mà ba cái dây đỏ này là nó trụm chung với nhau này, hai cái dây đen này là nó trụm chung với nhau này, còn cái dây màu trắng là dây riêng các bạn ạ. Và tiêu chuẩn là nó ra 3 giây đó, chẳng qua nó làm ra nhiều dây nhỏ này để nó giảm cái trở kháng của dây ấy. Đây để mình cho các bạn xem chi tiết trên cái mạch này. Các bạn nhìn ở cái góc bên này này, các bạn thấy là ba điểm này nó nối chung với nhau này. Mình zoom lên cho dễ thấy. Đây, đây các bạn thấy này, ba điểm này nó nối chung với nhau. Còn cái điểm này là nó ra riêng này. Còn hai cái điểm bên này á, chính là hai cái dây màu đen á, là nó cũng nối chung với nhau luôn. Tiếp đến củ loa này, mặt sau cũng có mã số đầy đủ luôn. Nhìn trông cũng khá là chất lượng các bạn ạ, cứng cáp. Râu loa này, ở cái điểm cuối này á, người ta cũng chấm thêm một ít keo này. Keo này hình như là nó dẻo các bạn ạ. Để mình chọc thử vào xem nào. Đúng rồi các bạn ạ, nó dẻo như là silicone đấy. Bên này cũng vậy này. Đó, ở cái điểm cuối này người ta cũng nhỏ vào một cục keo như này. Mình sẽ đẩy lên cho các bạn xem cái cuộn con bên trong. Chiếc loa này mình đã tháo ra hết rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành gắn vào và test chất âm luôn cho các bạn nghe. Đông nhớ quê nhà. Đây chỉ mình ta. Thời gian ơi, hãy trôi thật nhanh. Qua màn test, mình nghĩ là các bạn cũng có thể tự đánh giá được chất âm của chiếc loa này rồi. Bây giờ mình sẽ đưa ra cái cảm nhận riêng của mình sau khi mà trải nghiệm chiếc loa này. Chiếc loa này mình thấy nó cho ra cái chất âm rất là trong trẻo luôn, dải âm cân bằng, nghe rất là dễ chịu các bạn ạ. Chỉ ngoại trừ cái âm bass thì nó không hay mấy thôi, cũng chịu thôi các bạn ạ. Tại vì chiếc loa này nó có kích cỡ rất là nhỏ, cho nên là mình không thể nào mà đòi hỏi được một cái âm bass hay ở trên một chiếc loa có kích cỡ nhỏ như thế này được các bạn ạ. Nếu như mà mình muốn nghe một cái âm bass tốt thì mình nên đầu tư một chiếc loa có kích cỡ lớn hơn, thể tích lớn hơn thì âm bass nghe nó sẽ rõ ràng, nó trầm ấm. Còn những cái loa này nó bé xíu xíu các bạn ạ. Bỏ ra hơn 400 nghìn để mua chiếc loa này, mình thấy rất là xứng đáng luôn. Có thể nói đây là một chiếc loa
chùm phân khúc 500.000 đổ xuống luôn nha các bạn, tại vì nó có cái chất âm quá là hay luôn này. Nếu như xét về cái độ to mồm á, thì mình không nói rồi, tại vì cái loa này nó có kích cỡ nhỏ, nhưng mà xét về cái chất âm ấy nó hay hay không á, thì cái loa này có thể nói là chùm phân khúc 500.000 đổ xuống luôn. Nếu như bạn nào mà có quan tâm đến chiếc loa LG Xbox Go PL2 này á, thì mình có để luôn link tham khảo mua hàng ở trong phần mô tả video này nha các bạn. Các bạn nhấn vào link để tham khảo này. Mình xin nhắc lại, sắp tới ngày 9 tháng 9 Shopee có chương trình ưu đãi giảm giá khá là mạnh nha các bạn. Các bạn tranh thủ ngày 9 tháng 9 vào Shopee mua hàng để mua được với một cái giá cực kỳ ưu đãi nha các bạn. Rồi bây giờ mình xin kết thúc video này tại đây luôn. Các bạn hãy dành tặng mình một like và nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video này. Xin chào các bạn.